Anh chưa ngủ sao? Dù ra anh sao rồi em? Không cần phải tới bệnh viện khám xem sao hả? Dạ, cô ấy hạ sốt rồi. Vậy thì tốt. Anh nghe nói là bà ấy đang tạo áp lực. Hả? Đều là lỗi của em anh à. Vậy bây giờ em định làm gì đây? Dù ra là một cô gái tốt. Vừa dễ thương lại còn thông minh. Cô ấy cũng rất đáng yêu nữa. Vậy thì sao? lúc anh mới gặp chị in văn anh có cảm giác chị ấy chính là định mệnh của anh không ờ à, thì sau khi gặp anh cứ nghĩ về cô ấy suốt anh nhớ cô ấy muốn gặp cô ấy nên anh đã gọi cô ấy và mời cô ấy tới gặp anh anh cảm giác là mình muốn dành quãng đời còn lại với cô ấy đó có phải là định mệnh hay không? Không lẽ bây giờ ngoài Duran ra, em còn nhớ người khác hả? Quên đi. Cô ấy đâu có ở bên em. Người luôn bên cạnh em suốt quãng thời gian khó khăn là Duran mà. Bây giờ em hãy quên định mệnh đó của mình đi. Em nên ở cạnh người chăm sóc cho em, không phải hay sao? cô gái đã bỏ em đi rồi sao phải nhớ tới chứ anh nói đúng Alo mẹ Con đã ăn cơm chưa Giờ cũng trễ rồi mà Lúc nào làm gì các con cũng quên mất thời gian luôn vậy đó Con đã ăn cơm rồi Mẹ đang ở đâu Ở nhà Đà mì nói con bé nó sẽ ở lại bệnh viện Ở nhà một mình mẹ thấy không được quen cho lắm Cô cho Hy đâu Chắc cô ấy bận với cửa hàng nên mới chưa về Thứ sáu này á, chê Minh sẽ xuất viện đó Con nghe nói rồi, nếu được thì cuối tuần này con sẽ ghé thăm nhà Chẳng lẽ bây giờ con làm việc cả tuần luôn sao? Không thể nghỉ được một ngày hả? Mẹ à, chắc là mẹ nhớ con lắm Dĩ nhiên Cũng đành chịu thôi, chẳng lẽ con không kết hôn mà cứ sống cùng mẹ hoài Sau này chê Minh kết hôn thì hãy kêu nó sống chung với chúng ta Sao cũng được hết mà Nghe có vẻ như sau này con sẽ là một người chị chồng khó tính đó <laughs> Vậy sao? Mẹ hãy quên chơi min đi, có con là được rồi. Sau này con nhất định sẽ ở cách nơi mẹ ở 2 km thôi. Mẹ cảm ơn con gái yêu nhiều nha. Nhưng mà nếu như có sức khỏe thì không có gì quan trọng hết, con biết chứ. Mẹ cũng vậy nha. Mẹ nên ngủ sớm giữ gìn sức khỏe nữa. Ừ. Dạ. Phải phấn chấn lên kim in chăng. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cho Duran hả? Ờ, à, dạ. Con nghĩ cô ấy chưa khỏe hẳn. Cô đem lên cho Duran nha. Dạ. mẹ có chuyện muốn nói với con. Ba con nói với mẹ, nhanh chóng chọn ngày kết hôn cho tuổi con. Mẹ cũng nghĩ con nên kết hôn trước khi cái thai lớn dần. Con muốn khi nào cưới. Nhưng mà, kết quả của dự án ba chu vẫn chưa có mà mẹ. Con nghĩ khi nào anh Đông Bin thắng thầu. Con đang nói gì vậy? Hôn nhân của con không liên quan đến chuyện công việc. Kết hôn đâu phải là chuyện đùa. Cho dù Đông Bin có thắng buổi đấu thầu hay không thì cũng không liên quan. Con đừng để ý tới lời nói của nó, cứ chọn ngày đi. Dạ con, chuyện của Duran. Duran thì sao hả? Con nghĩ dù sao bây giờ cũng nên để cô ấy kết hôn mới phải. Con thấy cô ấy đã chịu quá nhiều áp lực vì bà của mình rồi mẹ. Nhưng mà chuyện đó... Thật ra con không quan tâm chuyện mình kết hôn sau khi sinh con con vẫn luôn nghĩ chuyện Được ba mẹ xem mình như người trong nhà là quý lắm rồi Nên con rất biết ơn Nhưng mà Duran thì khác Cô ấy có hoàn cảnh không giống như con Nếu bây giờ tụi con kết hôn trước Cô ấy sẽ không còn cách nào Mà phải quản đám cưới của mình lại Con suy nghĩ khác với Đông Bình quá Con sẽ nói lại với anh Đông Bình Chuyện này sao Tấm lòng của con Đẹp thật <laughs> À, mẹ ơi ừ. Con vẫn còn một chuyện Muốn nhờ mẹ giúp đỡ cho con Chuyện gì? Con muốn đi làm lại Ở Tây Văn Hôm qua con đã có nói với ba rồi Ông ấy nói sao? Ba cũng khá là thoải mái Nhưng mà anh Đông Minh thì phản đối Vậy là con muốn mẹ thuyết phục nó hả? <cười> dạ <cười> Mẹ biết rồi Mẹ sẽ giúp con con và Duran đều rất tốt bụng. Mẹ thật sự rất may khi có con dâu như tụi con. Con đã khỏe hẳn chưa? Dạ. Tôi đã ăn xong rồi. Hình như con bị cảm rồi. Để mẹ đưa con đi bệnh viện. Không nặng vậy đâu mẹ. Con nghĩ là không cần thiết đâu. Con xin lỗi mẹ con đang bệnh mà xin lỗi cái gì mẹ nghe nói in văn đã nấu cháo cho con dạ vậy con có biết ai là người đã chùm túi nước đá cả đêm qua cho con không làm như nó lo lắng cả đêm qua còn chưa đủ vậy ờ à, Chun hy hả Duran vừa mới ăn cháo xong. Nó không muốn tới bệnh viện. Nếu như con lo lắng thì con dạy đưa con bé đi đi. Muốn nói chuyện sao? Ừ, giờ em không sao rồi. Em có chắc là không cần tới bệnh viện không? Dạ. Vậy em có muốn ăn gì không? Không cần đâu. Đều tại em anh không thể ngủ được luôn đó. Dạ đang ngủ gật đây nè mẹ anh đang ở cạnh em nè anh biết rồi em nghỉ ngơi đi ha hẹn gặp em sau dạ được wow. rồi anh ấy đã thắng thầu rồi <laughs> nè <Chà. cười> <laughs> giám đốc ơi vậy là chúng ta đã thắng thầu dự án ba chú chúc mừng mọi người cha dạ, tôi không ngờ chúng ta lại phải đối mặt với một cuộc thi khó nhằn tới như vậy luôn đó tôi không nghĩ là chúng ta thắng được đó Giám đốc điều hành của chúng ta tự mình thuyết trình cho nên Cho nên là chúng ta sẽ đạt được thắng lợi Chuyện đó đương nhiên rồi <laughs> Mặc dù anh ấy phải dứt giả khá nhiều Nhưng đâu chỉ riêng mình anh ấy Cũng có người đã bỏ cả cuối tuần để làm dự án này mà <laughs> Tôi nữa nè Với dự án này thì doanh thu của năm nay sẽ thay đổi một cách đáng kể cho mà coi Giá cổ phiếu của chúng ta sẽ tăng nhiều tuần Mọi người cứ chờ đi Mọi người làm tốt lắm <cười> <cười> Anh không đi gặp giám đốc điều hành hả À nên gặp đi chứ Giờ tôi sẽ đi chia sẻ tin vui này với anh ấy Vậy anh đi, đi. đã <laughs> Bây giờ Hả? Chúng ta hãy mau tổ chức tiệc đi <laughs> ừ. Thẻ thích dụng Tối nay chúng ta sẽ được ăn thật ngon rồi Ăn ngon rồi yeah. Chúng ta đấu thầu thắng dự án ba chưa rồi Ồ, oh, vậy sao? à cha, ba không nghĩ sẽ thắng các đối thủ đó Nhưng còn đã tạo nên kỳ tích rồi <laughs> Con tin là công ty mình làm được mà <laughs> làm tốt lắm vậy thì bây giờ công việc trước mắt của chúng ta sẽ là bạn chi tiết dự án này với công ty xây dựng nếu như suôn sẻ thì 4 tháng sau chúng ta có thể bắt đầu thiết kế nội thất rồi vậy sao dạ còn một chuyện mặc dù đội thiết kế dự án lo toàn bộ nội dung và thiết kế khi chúng ta đi sâu vào việc xây dựng nhưng mà con cảm thấy đội của mình vẫn nên được quyền phụ trách chuyện này ngay từ đầu thì con đã phụ trách dự án này rồi cho nên là con hy vọng đội của con có thể bà sẽ uh, bàn lại với hội đồng quản trị ờ uh, dạ con đã làm rất tốt bà muốn con hãy thưởng cho tất cả thành viên của đội thực hiện dự án dạ yeah. à, đông binh à dạ yeah. cảm ơn con vì đã làm việc rất tốt <laughs> tôi nghe nói bây giờ cậu kim chi minh đã tỉnh lại nên tôi tới để lấy lời khai giờ thằng bé vẫn chưa nhớ được gì về vụ tai nạn đó hết cậu ấy không nhớ gì sao dạ nếu vậy khi nào có ấy nhớ lại thì hãy tới đồn cảnh sát để cung cấp lời khai giùm tôi nha ờ, có phải là hôm trước cậu có tới đây muốn hỏi chuyện gì không hả sáng nay tôi nhận cuộc gọi của chị nên mới tới vậy thì bây giờ để tôi qua giờ đồn điều tra tiếp coi sao chào chị dạ Thằng bé đỡ hơn rồi phải không chị? Ngày hôm đó nó dùng nạn đi được 20 phút luôn đó. <laughs> nếu má xa tiếp và cứ tiếp tục làm vật lý trị liệu thì Jamin có thể nhanh chóng đi bộ lại. Tôi nghĩ tuần này nó có thể xuất viện được rồi. Tiền viện phí và phí điều trị đã được thanh toán hết rồi thì sao lại phải rời khỏi bệnh viện chứ? Jamin nói là ở đây thấy ngột ngạt quá. Mẹ con sẽ làm được nhiều việc nếu con tới bệnh viện trị liệu đó. Jamin à, con hãy ở đây thêm đi. Người gây tai nạn cho con chưa bị bắt nên sẽ an toàn. À... Cô nói ai? Ờ, à, thì... Uh, uh, Đammy mi nói đã dọn phòng cho con xong rồi. <laughs> ừ, không chỉ vậy đâu. Chị còn giặt mền mùa hè và cả một số đồ mùa đông nữa đó. Con tự mình làm hết luôn hả? Dù sao thì cũng có máy giặt lo hết mà. À, con đã tìm hiểu chuyện in văn đi làm công ty ở Nam Hê chưa? Cô nói vậy là sao chứ? À, không có gì đâu mà. <laughs> Cô ấy nghe chuyện kỳ lạ thôi. Con đã xác nhận rồi cô Ồ, ừ, vậy thì lạ ha Họ nói đâu có công trường xây dựng gì đâu Có chuyện gì vậy? À, không có gì đâu mà mẹ Đúng là cậu ấy làm trong công ty ở Nam Hê Con đã kiểm tra xác nhận rồi Vậy hả? chắc họ nghe nhầm thông tin rồi con đã nói cô đừng nhắc chuyện đó trước mặt của mẹ để mẹ đừng thêm lo lắng rồi mà ôi chuyện này thì có gì to tát đâu trời thì cô đừng có nói chuyện đó nữa dù sao cũng là chuyện nhỏ mà con giận cô làm gì ôi thật ra cô thấy lạ gì họ nói ở đó không có công trường con đã kiểm tra mọi thứ trên mạng hết rồi cô ạ à? sao con lại đi kiểm tra trên mạng con chỉ cần hỏi in văn là được rồi mà con có cần nói là con nghi ngờ cô ấy hay không cô tóm lại cô ấy đang làm việc ở nam hê nên cô đừng nói chuyện kỳ quặc nữa có phải bây giờ còn coi thường cô đúng không được rồi cô thấy buồn á dạ con xin lỗi cô nha cô vô nhà vệ sinh chút à... em phải chờ anh chút nữa thôi anh sẽ cố gắng hơn nữa cô có đỡ hơn chưa rồi cảm ơn chị đã nấu cháo cho tôi nha chị đang đọc gì vậy buồn quá nên đọc vậy thôi Junhi đã lo cho cô suốt cả buổi tối đó Tôi biết rồi Mẹ cũng có nói cho tôi nghe rồi Dù tôi không hiểu rõ con người của Junhi Nhưng tôi nghĩ cậu ấy khác với anh Đông biên nhiều lắm Dù lúc đầu khó tiếp cận với cậu ấy Nhưng khi cậu ấy đã mở lòng Thì cậu ấy sẽ trở thành một người Vô cùng ấm áp lại ngọt ngào nữa còn anh đông bin là người ra sao chắc là anh đông bin gọi <cười> alo <cười> thật vậy à chúc mừng anh nha không cần đâu anh cứ về đi rồi mở tiệc mừng em sẽ xuống bếp nấu một bữa tiệc đúng nghĩa để chúc mừng cho anh <laughs> dạ gặp anh sao chắc có tin tốt gì hả chị ừ anh ấy nói tê văn đã thắng thầu dự án bà chu rồi à, dạ chắc là anh ấy muốn mau chóng kết hôn với chị <laughs> ừ Cho tôi xem cái này đi. Thật ra, mặc dù kiểu nhẫn này bên ngoài nhìn vô cùng đơn giản, nhưng nó lại dày dặn và thu hút. Cảm giác đây giờ tay cũng êm. Ờ, à, lấy cho tôi size 10 và size 17 nha. <laughs> Được, tôi sẽ lấy cho anh nghe. Nha. Lấy thêm một chiếc chống vậy nữa. Thêm một cặp nữa hả? À không phải, chỉ một chiếc thôi. <laughs> Được. Ờ, vậy nghĩa là chúng ta có thịt rau củ cho vào món mì bây giờ tôi sẽ mua thêm một ít tôm lớn thêm ít sò nữa ít bánh gạo cho món sứa lạnh và rau củ cứ để cho tôi đi không cần đâu tôi cũng muốn đi để tiện mua quà tặng cho anh đông bin luôn <laughs> nếu đã vậy cô kêu tài xế kim chở cô đi đi được Mình biết cậu không có ở Nam hay Đừng nói dối mà nữa ra đây cho mình đi Cô Kim In danh đã nghỉ việc ở đây từ ngày 17 tháng 11 cậu sao vậy Làm sao cậu biết được Giờ chuyện này quan trọng hả Rốt cuộc lâu nay cậu đã ở đâu vậy Kim Minh Thật ra thì Chị Minh đang tỏ ra nghi ngờ Chuyện ba mình không phải chết vì bệnh Cậu đang nói chuyện gì kỳ lạ vậy Ba của cậu chết vì bệnh hen suyễn mà Nhưng Chê Minh không tin là như vậy Thật ra thằng bé vẫn đang tự điều tra cái chết của ba mình và nó còn tự làm tổn thương bản thân nếu vậy thì ý của cậu là ba cậu bị giết hả mình cũng không dám chắc nữa à... nhưng nếu đúng là như vậy thì tai nạn của jamin cũng không hẳn là tai nạn ờ à. à... nếu vậy thì sao cậu lại nói là cậu ở nam hê chứ mình không thể nói được mau nói đi mình phải biết mới được nếu như thật sự vụ tai nạn của Chi Minh không phải là tai nạn Mà là có liên quan tới cái chết của ba mình Thì mình cũng sẽ gặp nguy hiểm Vậy là cậu đang trốn hả? Cậu đang nói gì vậy? Chuyện này rất là vô lý Nếu như mọi chuyện là thật Thì chúng ta phải báo cảnh sát ngay Nói với họ Điều tra là vụ tai nạn Đó chỉ là phỏng đoán Không có bằng chứng gì cả Cậu biết cảnh sát giải quyết chuyện này ra sao mà Cậu đâu phải cảnh sát thì biết phải làm gì chứ Mình cần cậu giúp đỡ Nếu như sau này Chê Minh nhớ lại chuyện gì đã xảy ra Và nếu em ấy có làm chuyện gì đó Thì cậu phải ngăn nó lại <laughs> Như vậy không được đâu Dami à Cậu làm ơn giúp mình đi <laughs> Trong thời gian giám đốc vắng mặt, đây là toàn bộ những dự án đã tạm quản lại. Anh thắc mắc làm sao tôi lại hỏi hả? Dạ không có đâu. Thật ra có nhiều dự án đã được tiến hành mà. Chủ tịch sẽ sớm tạo áp lực cho tôi thôi mà. Tôi muốn coi qua mấy dự án này để có thể chuẩn bị trước. Được. Nếu như anh cần thông tin gì, tôi sẽ cập nhật dữ liệu cho anh. Chủ tịch cho mời giám đốc tới văn phòng nói chuyện. Được rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Có vẻ như áp lực sắp bắt đầu rồi đó giám đốc điều hành can giống anh nhiều lắm đó cậu ấy là người rất có chí tiến thủ <laughs> thành công thì có chí tiến thủ thất bại thì là thiếu thận trọng thật ra các cổ đông và hội đồng quản trị rất vui và mong rằng dự án ba chu sẽ giúp công ty thống trị không chỉ về nội thất nhà cửa mà còn về mảng nội thất văn phòng và thị trường để chủ tịch nếu tiến cử cậu ấy thành phó chủ tịch thì cũng không có vấn đề gì hết bây giờ dự án tu sửa chung cư hành bít của chúng ta bộ phận nào đang tiếp quản vậy chưa có giám đốc điều hành đã thành công trong việc thắng thầu dự án ba chu hay là chúng ta để dự án đó cho cậu ấy tiếp quản luôn đi nếu vừa lo dự án ba chu lại còn tiếp nhận thêm dự án này thì trách nhiệm nặng quá rồi vậy thì anh nghĩ là ai giám đốc bắc cũng ở đây sao chúng ta hãy nói chuyện sau đi được có dịp chúng ta đi ăn tối chung nha dạ <laughs> dạo này cô đang làm dự án gì vậy thật ra cô đang coi qua những dự án đã bị quản lại của công ty chúng ta để coi có thể thúc tiến được hay không đừng coi các dự án trong quá khứ mà hãy bỏ qua đi còn rất nhiều chuyện khác đang cần con làm đó dạ <laughs> nhìn cô làm giỏi thật đó giống như có kinh nghiệm rồi vậy <laughs> tôi chỉ xem công thức qua mạng thôi nếu chủ tịch biết được tin cô chuẩn bị bữa tối thì chắc chắn là ông ấy sẽ rất là vui đó <laughs> thật ra hai người cũng giúp đỡ cho tôi nữa mà <laughs> chúng tôi chỉ giúp cô rửa nguyên liệu mà thôi cô không cần phải kiêm tốn như vậy đâu <laughs> được rồi để tôi ra mở cửa ha vậy nhờ cô nha <laughs> Anh đã về rồi Wow, mùi gì thơm quá vậy Ba vẫn chưa về sao anh Một chút nữa ba sẽ về nhà chung với mẹ Chắc cả ngày chị lo nấu ăn cho anh ấy rồi ha Chắc là cậu ấy còn lo cho Duran lắm Giờ cô ấy khỏe lại rồi Mùi đồ ăn thơm vậy chắc em chắc giả lắm ha Vì em bận quá nên không để ý tới mấy chuyện đó Em thấy trong người sao rồi à. Em đỡ rồi, em chỉ ăn rồi ngủ cả ngày thôi à. Vậy thì tốt rồi. Chúng ta có tiệc ở dưới lầu, em cũng xuống tham gia đi. Dĩ nhiên rồi, em cũng phải chúc mừng anh Đông Bin mà. Vậy chúng ta cùng xuống nha. Dạ, anh Hy Cảm ơn anh nhiều nha. Oh. <laughs> nè chúng ta cạn ly nào chúc mừng anh, anh ơi cảm, cảm ơn mọi người cạn ly mừng nha con <laughs> à. à. vất vả dạ cả buổi tối rồi còn nấu mì Dì biết ba thích ăn món này hả? Con thấy ba thích ăn món đó. Ba cũng thích ăn món sứa lạnh với rau củ nữa. Ừ. Con đúng là con mắt nhìn đó. <cười> <cười> con bé còn nấu ăn ngon nữa. Thật ra cô ấy làm chuyện gì cũng giỏi hết. Lại khéo tay nữa. <laughs> anh đang khen em sao? Ừ. Em đừng có hiểu lầm lời khen của anh đó nha. Em cũng còn hiểu lầm mà. Thật ra bình thường anh ấy cũng hay như vậy lắm chị à nè con <laughs> bé khéo tay vì nó thông minh bà dám chắc chắn ông nói đó. đúng đó <laughs> đừng nói xấu anh con trước mặt in văn nữa dạ <laughs> em có sao không không sao đâu ờ dù ra nè dạ nếu bây giờ cô đang tìm việc cô thấy tê văn được không ờ à, giờ tôi đang nghĩ tới việc sẽ giúp mẹ mấy chuyện ở văn phòng con bé đã đồng ý sẽ giúp tôi làm việc ở văn phòng của tôi rồi Ừ, vậy tốt quá rồi <laughs> Con bé có thể học cách làm từ thiện rồi sau đó tự làm À đúng rồi In văn cũng muốn đi làm nữa Con bé cũng muốn giúp Đông Bình ở chỗ làm Tôi đã kêu con bé gửi hồ sơ xin việc vào công ty rồi à, Con định nộp vào vị trí có yêu cầu kinh nghiệm Ở bên cạnh anh, chúng ta có thể là người yêu ở nơi công sở mà <laughs> em đúng là khó đoán thật <laughs> sao anh lại yêu món trang sức như em chứ <laughs> anh đừng có tân bốc em quá bong bóng mà bể thì đau lắm có lẽ đây là lý do mà nhiều người kết hôn anh không biết phải làm gì khi mà anh phát hiện chúng ta đã thắng thầu nhưng vì em ăn mừng cùng với anh cho nên anh cảm thấy vui hơn <laughs> Bây giờ anh thấy rất là hạnh phúc Hay là chúng ta cùng đi ăn mừng riêng với nhau nha Em đâu có uống rượu đâu Anh đâu có uống rượu Đi uống cà phê thôi à, Em biết có một quán cà phê ngoài trời đẹp lắm Ở đâu? À, đây là cái quán cà phê ngoài trời mà em nói đó hả? nhìn cũng đẹp mà. Anh có thể uống trà, đọc sách ở đây cả ngày cũng được, đây là nơi em thích nhất đó. Một mình em buồn lắm hả? Em nghĩ mình là đồ dùng trong nhà. Đồ dùng trong nhà? Cả ngày không có chuyện gì để làm, em phải giả bộ mình vừa là cái giường, vừa là cái bàn. <laughs> Hy đã quay lại làm và anh cũng đã xong dự án khẩn cấp rồi, cho nên cuối tuần chúng ta đi du lịch hẹn hò đi. Sao anh lại giả bộ không hiểu em nói vậy ừ? Bây giờ Em muốn quay lại tê văn Để làm việc Được mà Đợi sau khi xin em bé xong đã sao vậy em? À, không có gì. hay là hai chúng ta xuống phá họ đi. đội thiết kế dự án khác với những gì em từng làm trước đó nên không phải lúc nào cũng đi sai văn phòng. nhưng mà buổi tối phải làm nhiều việc bởi vì tính chất công việc của bộ phận này chủ yếu là phụ trách phân tích các xu hướng và thiết kế cho nên anh Thực ra em là... rất là khỏe em cảm giác cơn ấm ngán càng ngày càng nhiều hơn vì em ở nhà suốt ngày không được tại sao giờ em phải xin phép anh chuyện đó nữa chứ ba mẹ của anh đã đồng ý hết rồi mà em quyết định nộp hồ sơ xin việc mặc dù anh không có quyền để tuyển người nhưng anh chắc chắn có quyền đánh rớt ai đó gì vậy quà hối lộ đó em luôn cảm thấy biết ơn anh rất nhiều <laughs> anh định đưa cái này cho em ở một nơi lãng mạn hơn kìa em mở ra đi một chiếc là cho con của chúng ta. đợi sau khi con được sinh ra, chúng ta hãy đeo nhẫn cặp gia đình đi. Cô Kim In Giang có bằng lòng lấy Kang Dong Bin làm chồng không? hãy cùng anh đi hết quãng đời còn lại nha Tìm tới chúc mừng anh như lại chen ngang vào rồi Ôi trời cái chân tôi Có chút xíu mình than dữ vậy hả <laughs> Anh biết là cô ấy sẽ chấp nhận chiếc nhẫn này Nhưng mà trong thời gian chờ đợi Anh lại thấy hồi hộp vô cùng <laughs> Chỉ nên kéo dài lâu hơn một chút mới phải Hiếm khi thấy anh ấy quỳ gối như vậy mà Đáng lẽ phải chụp hình lại mới đúng đó Nè Có tới ba chiếc nhẫn lận kìa một chiếc nhẫn chắc là cho em bé rồi chị không tính đeo nhẫn cho anh sao nè Bọn trẻ chắc ngồi ở ngoài uống trà không lạnh hay sao đó Ủa mà không phải Duran mới bị cám sao Sẽ vào nhanh thôi Ờ à. <laughs> Gì vậy Các con mình đã tìm thấy đối tượng lại còn ngồi với nhau đúng là may mắn <laughs> Trời Tôi nghĩ chúng ta cho Duran về đây ở cũng là chuyện tốt Chun Hy nhà mình chăm sóc con bé cả đêm hôm qua luôn đó Vậy à có vẻ như con của mình cũng quan tâm tới con bé Duran lắm đó. Lúc đồng biên kết hôn thì chúng ta cho hai đứa đính hôn luôn. Chúng ta phải dục Junhi nhanh lên mới được. Nếu nó mà không chịu, chúng ta sẽ cho Duran ra ngoài ở. Làm vậy sao mà được? Duran đi thì nó mới nhận ra điều quý giá. Nếu lần này mà không hiệu quả nữa thì tôi thấy bà nên rút phần đầu tư đi. Chuyện này giống kinh doanh sao? Tình yêu cũng là kinh doanh mà. <laughs> À, thịt quá em lạnh hả em không sao em cũng thấy hơi lạnh vào trong nha chúng ta vào đi Anh à, cứ để đó đi tìm dọn cho à vậy thôi hai đứa nói chuyện vui ha anh yêu em em cũng yêu anh anh nghĩ là mình nên cầu hôn em lại một lần nữa anh không thích địa điểm đó lại còn có người rình mò nữa chứ chưa có lãng mạn phải không có chút <laughs> cũng được mà chúng ta sẽ có một đám cưới thế kỷ ờ, mới hồi sáng em có nói với mẹ chúng ta có thể sẽ kết hôn sau khi em sinh con xong Em nói cái gì vậy? Để dù Ran và Junhi kết hôn trước đi anh à Chúng ta từ từ cũng được Dù gì chúng ta cũng đã sống chung rồi thì dội gì Anh không có kiên nhẫn Anh cần phải cưới em ngay để chúng ta có thể sống chung phòng Đó là lý do duy nhất Mà anh muốn làm đám cưới với em sao? Vậy thì có gì xấu đâu Lý do chính đáng mà Nếu chúng ta mà kết hôn trước Đám cưới của hai người đó sẽ bị quản lại Cô ấy cũng không thoải mái khi phải sống ở đây mà không kết hôn Chắc dù Ran cũng đang chịu nhiều áp lực lắm Ừm uhm anh sẽ nghĩ cách xem sao Nhưng mà anh muốn kết hôn ngay sau khi vừa nhậm chức phó chủ tịch Đây sẽ là món quà tặng cho em và con chúng ta <laughs> Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao em? Em đang nghĩ tới chuyện tìm một văn phòng Chị In Giang với anh Đồng Bình cũng đang chuẩn bị kết hôn luôn rồi em nghĩ mình không nên tiếp tục ở lại đây chắc là ba mẹ anh cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm anh cũng vậy nữa em tự chuyển vào đây nhưng khi em muốn chuyển đi em không nghĩ là nên hỏi ý của anh trước hay sao à, em xin lỗi anh sẽ gọi điện thoại nói chuyện với bà của em anh sẽ tìm cách nói để cho bà yên tâm là chúng ta sẽ kết hôn Anh chun -hi. Em hãy cho anh thêm một chút thời gian nữa đi Judan Đừng dò buông tay của anh Tâm trí của anh rất cần em Tiếp anh cũng cần có em Bước hai thành công, ba tháng. Tụi con đã cắt ngang ngay lúc đông binh cầu hôn sao Tại tụi con không biết anh ấy đang cầu hôn Chỉ định ra đó vì anh Chun Hy muốn nhập hội với anh chị Hai đứa đúng là làm chuyện bất ngờ thật <laughs> Mẹ sẽ tặng con một chiếc nhẫn cưới đẹp hơn nha ờ, Dạ thôi khỏi, chiếc nhẫn này hợp với con rồi Anh ấy đã chuẩn bị ba chiếc, có một chiếc cho em bé nữa đó mẹ Đồng biên đúng là chu đáo thật đó Con <laughs> Anh Chun Hy nói là anh ấy sẽ gọi cho bà của con. Chun Hy hả? Dạ, anh ấy sẽ nói bà không cần phải lo, tụi con hẹn họ có ý định kết hôn. Thật sao? Con nghĩ chắc anh ấy sợ khi con nói muốn dọn ra ngoài, còn nói lúc con đến không có sự đồng ý của anh ấy, nhưng khi dọn đi phải hỏi ý của anh ấy mới được. <laughs> Vậy thì ba con đã nói đúng rồi. Ba đã nói gì hả mẹ? Bí mật. <cười> <cười> Có vẻ tối qua có nhiều chuyện xảy ra quá Dạ, nhờ vụ cầu hôn của anh Đông Bin Mà con đã tiến gần với Chun Hy hơn <laughs> Hôm nay hai đứa định làm gì Mẹ cần mua vài cái mền cho mùa đông sắp tới Có muốn đi chung với mẹ rồi cùng ăn trưa luôn không ừ, Con xin lỗi Nhưng con lỡ hẹn trước với bạn con rồi À, vậy hả Con sẽ đi với mẹ, hôm nay con rảnh mà Ờ, à, được rồi, vậy con chuẩn bị rồi chúng ta đi luôn Dạ À, ngày mai có thông báo về việc thăng chức đúng không? nghe bạn tôi ở bộ phận nhân sự nói nhờ dự án bà chu mà giám đốc điều hành can sẽ được thăng chức lên làm phó chủ tịch còn quản lý chưa sẽ hmm. tôi thì sao đây là một thông tin đáng giá nên tôi không thể nói không vậy được anh nên khao bữa trưa đi ừ. cô có chắc chắn không đó tin tức trong bộ phận nhân sự luôn mà được rồi bữa trưa hôm nay tôi mời nói mau đi anh sẽ là giám đốc bộ phận đầu tiên được đi lên trong số các đồng nghiệp đó cứ chờ xem sao đi Tưởng cô biết chắc chứ vẫn chưa dám chắc hả Không ai có thể đảm bảo cho tới khi có thông báo chính thức Cũng đúng ha Không chắc về vụ của tôi Nhưng tôi biết chắc chắn giám đốc điều hành sẽ trở thành phó chủ tịch Tôi đoán đây sẽ là bản đồ đường đi cho người con trai lớn trở thành người lên nắm quyền công ty Chúng ta đi ăn trưa thôi Nên ăn gì bây giờ Để tôi hỏi giám đốc thử xem sao Bây giờ Thì giám đốc chúng ta cùng đi ăn trưa thôi được à giờ này có chương trình biểu diễn nào không ý anh muốn hỏi chương trình kịch hay là âm nhạc chứ phải ừ, để tôi kiểm tra rồi nhắn tin qua cho anh biết sao nha cảm ơn cô trong đây có bao gồm tất cả các đề xuất và tài liệu liên quan để lên kế hoạch cải tiến chung cư Hanbit chủ tịch cứ xem qua thật sự thì tôi muốn để cho nhóm giám đốc Kang Chun Hy phụ trách dự án này. Giám đốc điều hành Kang chắc sẽ buồn lắm đây, nó không thể làm hai dự án cùng lúc được, vẫn còn dự án Pachu mà. Sau khi đưa thông báo thăng chức, tôi giờ anh nói cho giám đốc Kang biết về chuyện phân bổ lần này. Dạ. Ủa? Chúng cũng, cũng ở đây hả? Vậy tôi sẽ làm theo những gì mà chủ tịch đã nói. Ừ. Con có chuyện gì vậy? Ờ, à, chúng ta nhận được yêu cầu phỏng vấn từ tạp chí kinh tế. Con nghĩ là ba nên tham gia vào buổi phỏng vấn. Khi nào chưa? Họ sẽ sắp xếp theo kế hoạch của ba. Ờ, à, vậy thì nói thư ký su sắp xếp giùm ba đi. Vậy đi. Dạ. À. giờ cô ra ngoài gặp tôi ngay. anh sẽ không bận nữa chứ biết đâu anh lại quên chúng ta cần phải gặp nhau alo tôi có chuyện cần nói cô ra ngoài cô nói tôi biết tên của hội từ thiện đó cũng được mà <laughs> dạ không nói được chúng tôi chỉ đơn giản là muốn nói một tiếng cảm ơn họ thôi vì họ muốn được giữ kín thông tin nên chúng tôi cũng đành phải bó tay thôi có rất nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn sao lại chọn chúng tôi vậy thì đây là số điện thoại của tôi con trai và tôi thật sự rất muốn trực tiếp cảm ơn họ cô làm ơn báo với họ một tiếng giùm tôi dạ nếu có thể thì tôi sẽ chuyển lời lại cô nhớ nói giùm tôi dạ <laughs> đủ hết chưa con Jimmy à hôm nay là ngày cậu xuất diện đúng không cảm ơn chị đã giúp tôi rất nhiều chúc cậu mau chóng hồi phục lại sức khỏe như trước nha dạ cảm ơn cô <laughs> Vậy nhiều Vậy mọi người đi về cẩn thận dạ nha. dạ cảm ơn cô Tạm nhiều biệt.